và mời quý vị cùng điểm liên bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, được biết rằng Nga không bảo đảm sẽ không tử hình hai công nhân Hoa Kỳ bị bắt tại Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News ông dmitry peskov là phát ngôn viên của tổng thống nga vladimir putin không thể bảo đảm rằng hai cựu lính hoa kỳ bị bắt tại ukraine sẽ không phải đối mặt với án tử hình theo cnbc thì khi được hỏi liệu hai cựu binh đó là alexander dricky và andy huỳnh có phải đối mặt với cùng số phận như là hai công nhân Anh và một người Maroc bị kết án tử hình bởi lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại miền đông Ukraine trong tháng này hay là không? Ông Peskov trả lời rằng, điều này còn phụ thuộc vào cuộc điều tra. Nhưng theo quan điểm của Nga, thì ông Druky và ông Huỳnh đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp ở Ukraine và nổ súng vào quân đội của Nga. Gia đình của hai công dân Mỹ Alexander Druky 39 tuổi, và Andy Huynh, 27 tuổi, thông báo việc họ mất tích vào tuần trước. Hồi đầu tháng 3, thì chính phủ Ukraine cho biết 20.000 người từ 52 quốc gia đã tình nguyện chiến đấu với quân đoàn quốc tế Ukraine sau khi chính phủ kêu gọi người ngoại quốc tham gia vào cuộc chiến chống nước Nga. Ông Damian Magru, là phát ngôn viên của quân đoàn ngoại quốc, cho biết ông không thể xác nhận hay phủ nhận việc liệu ông Turkey và ông Andy Huynh có tham gia lực lượng này hay không. Còn ông Peskov thì lại không nói rõ liệu những người lính này đang bị giam giữ ở Nga hay là bởi các lực lượng thân Nga đang chiến đấu ở phía đông của Ukraine. Ông Peskov nói thêm, công ước Geneva về bảo vệ tù nhân chiến tranh sẽ không được áp dụng với hai người này vì họ không phải là một phần của quân đội chính quy của Ukraine và Hải quân Hoa Kỳ biểu diễn ca nhạc cho người dân Phú Yên thưởng thức. Tin Việt Nam Tờ báo Việt Nam Net loan tin vào tối ngày 20 tháng 6 năm 2022, ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cùng với các nghệ sĩ Úc, Nhật Bản và ban nhạc sao biển của tỉnh Phú Yên đã biểu diễn ca nhạc cho người dân Phú Yên thưởng thức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là một phần trong cuộc giao lưu của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 tại Tuy Hòa từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 7. Buổi biểu diễn đã thu hút hàng trăm người dân đến xem. Họ tỏ ra rất thích thú, reo hò và nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh Nguyễn Long Hòa nhận xét, do nghe nói có ban nhạc Hoa Kỳ đến biểu diễn cho nên anh đến xem và thấy các kia ca sĩ biểu diễn rất ăn ý, hóm hỉnh. Được biết đây là lần thứ hai chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2020 được tổ chức tại Phú Yên với sự tham gia của 700 nhân viên quân sự, dân sự là bác sĩ, kỹ sư, các nhà dinh dưỡng, y tá và nhiều ngành nghề khác. Họ là những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mục đích của chương trình đó là trợ giúp nhân đạo và đối phó thiên tai lớn nhất hàng năm trong khu vực. Kính thưa quý vị, theo kế hoạch thì sẽ có 200 hoạt động y tế, khám chữa bệnh cho người dân, trao đổi chuyên môn y tế, giao lưu cộng đồng, xây dựng trường học trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa và nhiều chương trình khác. Trước đó thì tàu USNS Mercy của Bộ Tư lệnh Hải Vận Quân sự Hoa Kỳ đã cập cảng Vũng Rôn thuộc Phú Yên kính thưa quý vị. Và giám đốc CDC của Đà Nẵng cũng như là Khánh Hòa bị khởi tố vì nhận tiền của Việt Á đây là tin từ Việt Nam. Truyền thông ở trong nước loan tin, giám đốc CDC tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ kit test Covid-19 của công ty Việt Á. Theo VN Express ngày 21 tháng 6 loan tin, ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, là giám đốc CDC tỉnh Khánh Hòa, bị cáo buộc nhận gần 2 tỷ đồng tiền hoa hồng từ công ty Việt Á khi mua kit test Covid-19 nhưng thông qua một công ty trung gian khác để nhận sau khi nhận gần 2 tỷ đồng từ công ty trúng thầu, ông Võng đã chia cho cấp dưới Trần Quốc Huy là trưởng phòng tổ chức hành chính 30 triệu đồng. Mai thì Minh Truyền, kế toán trưởng 50 triệu đồng. Theo kết quả của cơ quan điều tra, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, CDC của tỉnh Khánh Hòa đã chi hơn 14.2 tỷ đồng để thực hiện đấu thầu mua sắm kit test Covid-19 trong đó có hơn 13 tỷ đồng lấy từ tiền của ngân sách. Trong một diễn biến tương tự vào chiều ngày 20 tháng 6, Cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh là giám đốc CDC của Đà Nẵng và hai thuộc cấp về hành vi tham ô tài sản. Theo công an, từ năm 2020 đến năm 2021, thì ông Thạnh cùng với thuộc cấp đã móc nối với công ty Việt Á nhằm tham ô tiền từ việc mua vật tư xét nghiệm Covid-19. Ông Thành đã ra lệnh cấp dưới đó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi làm giả sổ sách, chứng từ để nâng giá mua kit test. Đồng thời biến hàng chục ngàn bộ kit test được tài trợ miễn phí thành kit test mua của công ty Việt Á. Chuyển hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm gộp thành các mẫu xét nghiệm đơn Số tiền mà ông Thành và thuộc cấp thu lợi là hơn 4 tỷ đồng kính thưa quý vị. Một người gốc Việt bị cảnh sát bắn chết tại thành phố Kent, Washington. Kính thưa quý vị, đây là tin từ Kent, Washington. Văn phòng giám định y khoa quận King vừa xác định danh tính người đàn ông bị cảnh sát địa hạt Kent bắn chết vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 6. Đó chính là Việt Đỗ Nguyễn, 27 tuổi, đã bị thiệt mạng vì nhiều vết thương do đạn bắn và cái chết của nạn nhân được xem là một vụ giết người. Theo tờ The Seattle Times đưa tin, một vụ giết người được định nghĩa là khi chỉ có một người hoặc nhiều người gây ra cái chết cho người khác. Theo thông cáo của cảnh sát địa hạt quận Kent, thì sự việc xảy ra vào sáng sớm thứ hai, sau khi cảnh sát phản hồi một điện thoại báo về việc một chiếc xe hơi dừng lại trên đường xa lộ Pacific Highway South Người gọi điện thoại cho biết tài xế của chiếc xe có vẻ như đang say xỉn. Không lâu sau đó khi cảnh sát đến, trụ sở cảnh sát nghe thấy một cảnh sát viên nói vào bộ đàm rằng người đàn ông này có súng. Cảnh sát Ken cho hay vài phút sau đó, một nhân viên công lực nói rằng nhiều phát súng đã nổ ra. Kính thưa quý vị, việc Đỗ Nguyễn được báo cáo tử vong tại hiện trường. Nơi cư trú cuối cùng của Việt Đỗ Nguyễn được ghi nhận là ở phía tây của Seattle. Các nhà điều tra hiện nay chưa công bố thông tin bổ sung về vụ nổ súng trên. Sự việc đang được đội điều tra độc lập Volley Independent Independent Investigation Team điều tra hiện nay. Và một lần nữa sau đây là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET. Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.